Anh cộng E nhá. Anh cho tôi vượt. Thiệt sức, thiệt sức này, thanh tẩy này. Tàn nhẫn. Anh cho vô tình. Thương anh như là em gái. Vứt cái lồng đèn. Khó vứt nhỉ? Cái khó cho bạn anh đi. Anh vứt cái khó quá. Đâu ôi lồng đánh thế này thôi chứ còn cái tầm gì nữa đâu mà. Mày sinh danh Việt đấy nhở. Kéo vào, kéo vào. Thoải mái đi, thoải mái đi, thoải mái đi, em cầm ấy mà. Thoải mái cho em chung đi. Eo của eo anh chứ. Có, à không, 5 giây, 5 giây. Nó vẫn chết được. Anh đút vào chết rồi. Góc. Thiệt đánh dư em thì em cầm mình cái góc ấy thật. Chơi được nha, chơi được nha, chơi được nha. Ở cái Hà Nội này thật sự đánh dư luôn ấy. Nói thật, riêng mà về góc kéo nhá, kiểu mình em mà có thể kéo những góc như thế. Anh xe rồi. Rồi mình đánh gì rồi. À xe nó vẫn còn rồi nhá. Mình đánh gì rồi ý chứ. Ui. À để anh ta là anh ta là anh ta là anh ta này. Ui ulti còn đẹp luôn mà anh gì vẫn chết à. Ở đây đây luôn. Ui. Ở lại anh gì. Lùi đi anh, lùi đi anh, lùi đi anh, lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi. Không kéo được rồi. Đâu không. Mà em cứ bắt bám vào nhau này khó luôn. Anh ơi bắn lính ấy, bắn lính ấy. Em mà lồng đèn này, vứt chạy đây này. Đâu là đây, không? Đây. Nhanh em, nhanh em. Mượn anh là vẫn còn rờ ấy. Đéo chơi được với cái tin tích này, đéo chơi nổi cày thế. Đi hồ tanh. Các bạn là xanh con nào, đéo xanh, xanh đúng con Yasu em hiểu không? Xanh con Yasu nó có tường, thằng kia nó cứ rờ cái lao vào nó tường anh, đéo bắn được tí nào cả. Em gì thì học phụ huynh thì thế nhá. Hỏi thế anh bố của phụ huynh gà làm nghề gì ạ? À? Ôi, đéo biết trả lời sao nhỉ? Ôi giời ơi.